Sau khi đi khảo sát thực tế một số mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, chiều ngày 12 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát và Ngài Fukada, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành, các địa phương liên quan và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã giới thiệu và kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao Tân Phú, huyện Đức Trọng. Đây là khu quy hoạch với diện tích 350 ha, có nhiều điều kiện thuận lợi về giao thông và cơ sở hạ tầng, để các doanh nghiệp tiến hành đầu tư phát triển sản xuất. Các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao chất lượng nông sản cũng như tiềm năng thế mạnh của Lâm Đồng, rất quan tâm đến vấn đề đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng nêu lên một số vấn đề băn khoăn như việc trả tiền thuê đất, về quy định hạn chế nhập khẩu các máy móc cũ, vấn đề vay vốn tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vấn đề an toàn thực phẩm, chống hàng nhái, hàng giả đến với nông sản Đà Lạt, vấn đề xây dựng bản quyền trong sản xuất giống hoa. Đồng thời, các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn nông dân Lâm Đồng thành lập các hợp tác xã sản xuất hoa nhằm tạo sức cạnh tranh của sản phẩm và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Đồng thời, mong muốn các cơ quan chức năng Lâm Đồng tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư tại Lâm Đồng, nhất là các doanh nghiệp trẻ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy, cảm ơn Đại sứ quán Nhật Bản, các doanh nghiệp đã tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Lâm Đồng. Đồng thời khẳng định, tỉnh Lâm Đồng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nhật Bản tiến hành đầu tư tại địa phương, giải đáp một số thắc mắc của doanh nghiệp Nhật Bản xung quanh việc thuê đất, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng nông sản, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng giá trị nông sản của Lâm Đồng. Riêng về các vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trung ương, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã ghi nhận các ý kiến của doanh nghiệp Nhật Bản. Trên cơ sở đó, kiến nghị sửa đổi một số nội dung của quy định về vấn đề nhập máy móc cũ vì một số máy móc của Nhật Bản có tuổi thọ cao, chất lượng tốt, vẫn có thể sử dụng. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam nói chung và Lâm Đồng nói riêng. Về chính quyền trung ương, chúng tôi sẽ rà soát lại cái quy trình về pháp lý để các bạn có thể yên tâm mà sử dụng những cái mảnh đất mà mình thuê. Về vấn đề quản lý an toàn thực phẩm, chúng tôi coi đây là nhiệm vụ trọng tâm số 1. Vì thế liên quan đến vấn đề này thì tôi cũng xin đề nghị với Ngài Đại sứ và các cơ quan của Nhật Bản là các bạn xem xét để hỗ trợ cho tỉnh Lâm Đồng hai việc. Thứ nhất là phổ biến cho nông dân áp dụng cái quy trình Basic Gap, hỗ trợ cho tỉnh Lâm Đồng tăng cường năng lực cái hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. Thông qua buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi những thông tin hữu ích, làm cơ sở, nền tảng cho các chương trình hợp tác sâu rộng tiếp theo giữa Nhật Bản-Việt Nam nói chung và Lâm Đồng nói riêng trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.